VFL Trader xin giới thiệu đến các bạn ứng dụng Copy Forex trên nền tảng CTrader mới nhất. CTrader cung cấp cho nhà đầu tư một nền tảng sao chép tiên tiến nhằm phục vụ mục đích quản lý rủi ro và chiến lược toàn diện. Hồ sơ của các nhà cung cấp tín hiệu có thể hiển thị đầy đủ thông tin hiệu suất của họ. Và đây cũng là nơi các nhà đầu tư có thể chọn copy một tín hiệu mà họ yêu thích một cách nhanh chóng và dễ dàng. Một trong những tính năng mới quan trọng nhất của nền tảng copy CTrader là chế độ copy theo vốn tức thời của nhà đầu tư so với vốn của nhà cung cấp tín hiệu. Ví dụ nếu nhà cung cấp có vốn chủ sở hữu là 10.000 đô la và vốn của bạn là 1.000 đô la, như vậy tỷ lệ là 1 trên 10. Khi nhà cung cấp mở một vị thế với khối lượng là 10 lốt thì vị thế của bạn sẽ là 1 phần 10, nghĩa là 1 lốt. CTrader Copy cho phép nhà đầu tư chia nhỏ số vốn của mình để tách riêng vốn của tài khoản và vốn sao chép từng tín hiệu đã chọn. Một tính năng mới rất hữu dụng dành cho các nhà cung cấp tín hiệu đó là khả năng tính phí linh hoạt. Nhà cung cấp có thể thu một khoản phí từ nhà đầu tư gọi là phí khối lượng mỗi khi mở và đóng một giao dịch. Phí khối lượng là số tiền mà nhà đầu tư phải trả cho 1 triệu khối lượng được sao chép, được giới hạn ở mức tối đa là 100 USD. Tiếp theo là phí hiệu suất, là khoản phí được tính theo phần trăm lợi nhuận và được thanh toán vào cuối mỗi tháng. Nó được tính toán dựa theo nguyên lý mực nước cao. Và như vậy nhà đầu tư sẽ không phải trả hai lần cho cùng một hiệu suất. Cuối cùng là phí quản lý, là khoản thanh toán định kỳ mà bạn trả cho nhà cung cấp chiến lược. Nó được tính dưới dạng phần trăm hàng năm của vốn chủ sở hữu của bạn và được tích lũy hàng ngày và tính phí vào cuối mỗi tháng. Trong phần chính của màn hình, bạn sẽ nhìn thấy danh sách các tín hiệu tiềm năng với các thông tin tổng quát của từng tín hiệu. Rồi được hiển thị theo dạng phần trăm và bạn sẽ có thấy luôn mức phí của mỗi tín hiệu. Bạn có thể thêm bất cứ tín hiệu nào vào danh sách yêu thích bằng cách click vào hình ngôi sao. Sau đó click vào mục yêu thích để hiển thị tất cả các tín hiệu mà mình đã chọn lọc. Hãy click vào bất cứ vị trí nào trên tín hiệu để xem chi tiết các thông số bên trong của nó. Bạn có thể liên lạc với nhà cung cấp tín hiệu thông qua chức năng email của CTrader. Để bắt đầu sao chép một tín hiệu, bạn chỉ đơn giản là click vào nút bắt đầu sao chép, chọn tài khoản và số vốn bạn muốn đầu tư vào tín hiệu. Với CTrader bạn sẽ được cung cấp nhiều thông tin chi tiết, cũng như là thống kê vốn chủ sở hữu, ROI và nhiều thông số khác có thể được xem dưới nhiều khung thời gian. Tại đây, bạn có thể xem chi tiết từng giao dịch, thống kê số người đang copy tín hiệu, giao dịch cặp tiền nào, vị trí mở và đóng các lệnh. Bên trái màn hình là khu vực hiển thị danh sách tài khoản của bạn. Nó thể hiện chi tiết tài khoản nào bạn đang copy và copy những tín hiệu nào. Thông tin thể hiện trên mỗi tài khoản bao gồm loại tài khoản là demo hay live, số tài khoản, loại tiền tệ và vốn của tài khoản. Ký hiệu FM có nghĩa là tài khoản của bạn đủ điều kiện để trở thành nhà cung cấp tín hiệu nếu bạn tự tin vào khả năng giao dịch của mình. Khi trở thành nhà cung cấp tín hiệu, bạn click vào đây để xem thông tin về phí các nhà đầu tư và phí copy của bạn. Click vào nút cài đặt chiến lược để cài đặt các thông số. Ví dụ như cho phép ai được phép copy tín hiệu của bạn, vốn đầu tư tối thiểu là bao nhiêu, và mô tả một chút về chiến thuật giao dịch của tín hiệu. Bạn có thể cho phép tất cả mọi người được phép copy, hay chỉ những người có link giới thiệu mới được copy. Ở phần mô tả, bạn có thể tạo liên kết HTML đến website của bạn, mạng xã hội hay trang bán hàng của bạn. Quay trở lại phần hồ sơ tín hiệu. Bạn có thể sử dụng nút chia sẻ để tạo ra một liên kết duy nhất dùng để quảng bá, hay gửi đến các nhà đầu tư. Nút mã nhúng cho phép bạn tạo ra đoạn mã riêng của tín hiệu rồi nhúng vào website hay trang bán hàng. Nó sẽ hiển thị biểu đồ lợi nhuận, các thống kê, vị thế mở lệnh và lịch sử giao dịch, và luôn được update theo thời gian thực. Nếu bạn chưa đăng ký trở thành nhà cung cấp tín hiệu, chỉ đơn giản là bạn click vào tài khoản của bạn, sau đó chọn trở thành nhà cung cấp tín hiệu và cài đặt các thông số cần thiết. Một nhà đầu tư có thể dễ dàng điều chỉnh thiết lập với bất cứ tín hiệu nào mà họ đang copy. Nhấn vào biểu tượng nút ba chấm và bạn sẽ thấy những tùy chọn như nạp thêm tiền vào tài khoản, gỡ bỏ quỹ khỏi tài khoản, đặt mức dừng lỗ vốn chủ sở hữu. Đây chính là biện pháp tuyệt vời để bảo toàn vốn của bạn. Tiếp theo là chức năng dừng sao chép. Hay mở trang chiến lược để phân tích. Cảm ơn các bạn đã xem phần giới thiệu về nền tảng Copy Trade của CTrader. Mọi thắc mắc xin hãy comment dưới video này. Chúc các bạn may mắn!